này thiện hiện vì tự tánh của các pháp đều không sở hữu chẳng thể nắm bắt được nên tức là vô tánh mà vô tánh như vậy tức là bát nhã ba la mật đa chẳng phải pháp vô tánh có thể chép vô tánh vì vậy bát nhã ba la mật đa chẳng thể sao chép này thiện hiện nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nghĩ thế này trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy vô tánh là sắc vô tánh là thọ tưởng hành thức vô tánh là nhãn xứ vô tánh là nhĩ tĩ thể thân ý xứ vô tánh là sắc xứ vô tánh là thanh hương vị xúc pháp xứ vô tánh là nhãn giới vô tánh là sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tánh là nhĩ giới vô tánh là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vô tánh là tĩ giới, vô tánh là hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vô tánh là thiệt giới, vô tánh là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vô tánh là thân giới, vô tánh là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vô tánh là ý giới, vô tánh là pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vô tánh là địa giới, vô tánh là thủy hỏa phong không thức giới, vô tánh là vô minh, vô tánh là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Vô tánh là bố thí ba la mật đa, vô tánh là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô tánh là pháp không nội vô tánh là pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh Vô tánh là chân như, vô tánh là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vô tánh là thánh đế khổ, vô tánh là thánh đế tập diệt đạo, vô tánh là bốn tịnh lự, vô tánh là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vô tánh là tám giải thoát, vô tánh là tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vô tánh là bốn niệm trụ, vô tánh là bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vô tánh là pháp môn giải thoát không vô tánh là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tánh là mười địa bổ tát vô tánh là năm loại mắt vô tánh là sáu phép thần thông vô tánh là 10 lực phật vô tánh là bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 tám pháp phật bất cộng vô tánh là pháp không quên mất vô tánh là tánh luôn luôn xả Vô tánh là trí nhất thiết, vô tánh là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vô tánh là tất cả pháp môn đà la ni, vô tánh là tất cả pháp môn tam ma địa, vô tánh là quả dự lưu, vô tánh là quả nhất lai bất hoàn a la hán, vô tánh là quả vị độc giác, vô tánh là tất cả hạnh đại bồ tát, vô tánh là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát.